Review bộ truyện Chàng Rể Mạnh Nhất Lịch Sử, Cháp 60-61. Ở tập trước, Thẩm Lãng đã cùng Kim Mộc Thông lên đường đi in tác phẩm 18 cộng để đời của mình. Thế nhưng sau khi gặp Trúc Văn Hoa, tại vì con hàng này thích cà khịa, thế nên Thẩm Lãng đã liệt kê hắn luôn vào danh sách người cần loại bỏ của mình. Sau khi bị Trúc Văn Hoa chơi xấu, rất nhiều tiệm sách lớn không nhận lời xuất bản sách của anh. Lúc này anh đến một hiệu sách nhỏ, ông chủ vừa nhìn đã biết anh muốn in sách. Ông ta mời hai người Thẩm Lãng vào trong lấy sách xem qua một lượt, còn tưởng ông ta tìm những lời hay ý đẹp, nào ngờ con hàng già này chỉ lục tìm tình tiết cộng 18. Khi lão ta lật đến trang có hình minh họa, cả gương mặt lão liền như muốn dán con mẹ nó vào bức hình đó, mặt ửng đỏ, mũi thở phì phò, miệng không ngừng khen. Hay, sách hay, hấp dẫn. U là trời, nhìn hình vẽ này mà xem, đúng là chảy nước miếng mà. Vậy ông có bằng lòng xuất bản sách của ta không? Kim Mộc Thông hỏi. Đương nhiên, chủ tiệm trả lời. Ông chỉ tùy tiện lật có mấy trang, sao dám đánh giá nó là tuyệt thế? Thông béo tò mò hỏi tiếp. Đối với câu hỏi này, chủ tiệm trưng ra một gương mặt tự tin trả lời. Ta đã xem qua vô số sách, trong lòng sớm đã lặng như nước giếng, nhưng trong một vài tình tiết của cuốn sách này, ngay cả ta cũng cảm thấy kịch tính, đương nhiên sẽ là cuốn sách tốt tuyệt thế rồi. Vậy thì ta sẽ không bị Trúc Văn Hoa vùi dập nữa sao? Thông béo vẫn chưa hết câu hỏi. He he, ta là một tên bán Xuân Cung họa sách, còn sợ hắn vùi dập sao? Chủ tiệm nói. Bán Xuân Cung đồ? Thông béo tỏ ra vô cùng ngạc nhiên với thông tin này. Lúc này, Thẩm Lãng mới mở mồm nói chuyện. Đừng nghĩ mấy phường sách đó cao thượng quá, nói về đường phát hành, vẫn phải là vị Trịnh trưởng quầy này, Mr. Trịnh, nhà bán Xuân Cung đồ đứng đầu Lam Sơn Thành. Ngay cả cửa hàng bán quan tài cũng có sản phẩm của họ, thậm chí cửa hàng của Mr. Trịnh đã trải dài đến 4-5 quận xung quanh, 20 mấy thành. Tác phẩm hay như vậy, nhất định bán được số lượng lớn, cuốn sách này phải đột phá 3.000 cuốn, Mr. Trịnh vừa lật sách vừa nói. Yêu cầu của ta chỉ có một, cùng lên sàn với Uyên Ương Mộng tập sau, sau đó áp đảo Trúc Văn Hoa, Thẩm Lãng nói. Mr. Trịnh nghe được yêu cầu này thì có hơi lưỡng lự, nói: "Công tử à, ca này hơi khó." Sở dĩ ông ta nói như vậy, bởi vì tập đầu của Uyên Ương Mộng đã bán được hơn 4.500 cuốn, là cuốn sách bán chạy nhất ở Lam Sơn Thành, chỉ đứng sau một quyển sách có tên Tam Cao Ngũ Mô. Chưa nói đến ngoài thị trường có đến mấy trăm vạn người, cộng với hiệu ứng fan của Trúc Văn Hoa, rất nhiều tiểu thư nhà giàu một lần mua mấy cuốn để tặng người, cho nên mới đạt được kỷ lục này, mà Xuân Cung đồ của Mr. Trịnh nhiều nhất cũng chỉ bán được 2.700 cuốn, còn là loại vô cùng thô tục. Lúc này Mr. Trịnh lắc đầu nguầy nguậy, nói: "Trình độ viết sách của ngươi hơi cao, khách của ta chưa chắc đã thích ứng được, sở dĩ ta dự đoán bán được 300 cuốn là vì khúc thịt của người viết quá tốt, tranh của ngươi vẽ càng tốt hơn, thế nhưng rượu thơm cũng sợ hẻm sâu, muốn vượt qua cuốn Uyên Ương Mộng tập sau của Trúc Văn Hoa, ta thật sự không làm được." "Vậy ông cảm thấy tập sau của Uyên Ương Mộng có thể bán được bao nhiêu cuốn?" Thẩm Lãng hỏi dò. "5.000, thậm chí là 6.000," Mr. Trịnh đáp. "Chỉ vậy thôi sao? Mục tiêu của ta là đột phá toàn bộ kỷ lục, rượu thơm sợ hẻm sâu chẳng phải chỉ là thu hút ánh nhìn thôi sao? Cái này không thành vấn đề, ta đảm bảo một khi cuốn sách này tung ra thị trường, chắc chắn sẽ lẳng lơ, à không, là mùi thơm ngút trời." Nói đến đây, Thẩm Lãng ném ra trước mặt Mr. Trịnh một bọc tiền. "Trịnh trưởng quầy, ông cứ việc in, nếu không bán đến 300 cuốn, ta sẽ bù thêm tiền cho ông, nhưng nếu bán được hơn 3.000 cuốn, mỗi cuốn ngài lấy 20%, Mr. Trịnh nhanh chóng chốt kèo. Thẩm Lãng cũng không mặc cả, móc trong ngực áo ra một sấp tranh, nói thêm một điều kiện nữa. Thứ mà Thẩm Lãng lấy ra không chỉ là tranh, còn có thêm một vài văn tự, chỉ vì hắn đã thêm một nhân vật mới có tên Trúc Văn Sơn, người này xuất thân là một nhân vật xa cơ, là một thứ tử, hắn vì muốn một cuộc sống xa hoa phú quý mà trở thành một nam sủng của Tây Môn Đại Quan Nhân. Trong chuyện, Tây Môn Đại Quan Nhân đã sủng qua hắn hai lần, một lần ở trong phòng và một lần ở trên nóc nhà. Không chỉ vậy, Trúc Văn Sơn này còn qua lại với Tây Môn Thiên Thiên, Thẩm Lãng cũng không quên vẽ thêm tranh phụ họa. Nhìn mớ tranh ảnh được Thẩm Lãng đưa ra, Mr. Trịnh lại được thêm một phen đỏ mặt. Đối với yêu cầu lần này của Thẩm Lãng, ông ta đương nhiên không từ chối. Thấy công việc đã xong xuôi, Thẩm Lãng liền dẫn theo Kim Mộc Thông ra về. Xem ra Mr. Trịnh này cũng là người có chỗ dựa, thế nên mới không xem Trúc Văn Hoa ra gì. Sau khi về đến nhà, Thẩm Lãng liền đắm chìm vào nghệ thuật, bắt đầu vẽ một tấm áp phích quảng cáo thật lớn, muốn bao nhiêu gợi đòn đều có đủ. Ba nhân vật chính là Tây Môn Đại Quan Nhân, Trúc Văn Sơn, Tây Môn Thiên Thiên rất nhanh đã được Thẩm Lãng phác thảo ra. Thông béo không biết vẽ, thế nhưng hắn cứ ở lì ở chỗ Thẩm Lãng mãi. Sau 4 ngày la liếm cảm xúc kích thích và nóng bỏng, con hàng này như thể đã bị vắt kiệt sức vậy. Đến lúc mở mắt ra, nhìn mấy tấm hình của Trúc Văn Sơn nằm chồng phao câu lên trời, Thông béo chỉ muốn nôn ọe. "Tỷ phu, để thật sự không chịu nổi nữa, người làm nghệ thuật đúng là không dễ dàng, nhìn tấm hình này đi, giống như nhét từng miếng phân vào miệng." Thẩm Lãng thấy hắn so sánh như vậy, liền ghe cái đầu của hắn xuống mà nạt, tên mập chết tiệt, biết nói chuyện không vậy. Đúng lúc này thì Kim Mộc Lan bước vào phòng, tuy ngoài miệng thì nàng tươi cười hỏi thăm, thế nhưng ánh mắt đã để ý đến bức họa nam nhân chồng phao câu ở trên bàn. Chỉ liếc mắt một cái, Mộc Lan đã cảm thấy ngấy đến tận cổ, hóa ra chồng nàng lại thích chơi đấu kiếm. Nhìn vợ bỏ đi, Thẩm Lãng liền đuổi theo, hết lời giải thích. "Mộc Lan, ta không phải người như vậy,
ta không biến thái, gái không mê, BD lại càng ghét bỏ. 15 ngày sau, tấm biển quảng cáo của Thẩm Lãng đã hoàn thiện, Mr. Trịnh cũng đã in xong sách. Vào ngày xuất bản, sách của Thẩm Lãng và Uyên Ương Mộng của Trúc Văn Hoa được tung ra thị trường trong cùng một ngày. Ở nơi bán sách lúc này chật cứng người, ai nấy đều mong chờ tập sau của Uyên Ương Mộng, đặc biệt là mấy fan cùng của Trúc Văn Hoa. Trúc Lang đúng là kỳ tài, viết hay quá đi. Chuẩn con mợ nó luôn, bài thơ mở đầu đúng là hết cả nước chấm. Trong ngày xuất bản, Trúc Văn Hoa đặc biệt cải trang thành một người khác, đến hóng xem người ta nói gì về sách của mình. Nghe những tiểu thư quý bà hết lòng khen ngợi mình và tác phẩm, thậm chí còn nguyện vì mình mà đẻ con, hắn ta cười khẩy trong lòng. Mấy người phân phân xón xón như các ngươi cũng xứng với ta sao? Các ngươi hãy trở thành tấm nền dưới hào quang của ta đi, chỉ có tài mạo song toàn như Trương Xuân Hoa, xuất thân hiển hách mới xứng với ta. Trúc Văn Hoa còn đang tự luyến trong lòng, đột nhiên có một người chỉ tay vào một tiệm sách khác mà hô lớn. Mọi người nhìn bên đó xem, nhìn theo hướng cô ta chỉ, mọi người nhìn thấy bên trên một tầng lầu, một miếng lụa lớn được căng ra, đó chính là phong bạt của Thẩm Lãng, một bức tranh ngọt nước, chân thực vô cùng. Vừa nhìn thấy tấm quảng cáo này, độc giả cả nam lẫn nữ đều lấy làm thích thú, lập tức bị thu hút sự chú ý. Thấy được động thái này, Trúc Văn Hoa không khỏi suy nghĩ, Xuân Cung họa sách, trận hình lớn như vậy, thứ này cũng xứng phát hành chung với Uyên Ương Mộng của hắn sao? Lúc này, người bán sách đã bắt đầu chào hàng tác phẩm Phong Nguyệt Vô Biên, đồng thời cam đoan đọc không hay không lấy tiền. Nhóm độc giả nghe thấy lời giao này thì trí tò mò lập tức bị kích thích, thi nhau nhào vô quẹo lượng. Sau khi Phong Nguyệt Vô Biên được mở bán, 13 quầy sách ở thành Lam Sơn đều xuất hiện cảnh tượng đắt khách chưa từng có, cuốn sách mới này của Thẩm Lãng trực tiếp vượt qua sách của Trúc Văn Hoa. Văn tự xuất sắc, cốt truyện hấp dẫn, sắc nhục, còn có hình vẽ sống động của Thẩm Lãng đều thành công thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Tối hôm đó, Mr. Trịnh vui như đi hội, sắc mặt hớn hở báo cáo doanh số. Chỉ trong ngày hôm đó, sách của Thẩm Lãng đã bán được 3.000 cuốn, còn sách của Trúc Văn Hoa chỉ bán được có 500-600. Đây là doanh số mà trước giờ chưa từng có, còn để hỏi về doanh số ước tính cuối cùng, Mr. Trịnh chỉ biết chỉ tay lên trời, nói có trời mới biết. Cùng lúc đó, Trúc Văn Hoa đang ở trong phủ hưởng thụ sự tâng bốc của đám bạn, mãi cho đến khi ông chủ Như Ngọc cất đến thì mọi chuyện mới chuyển sang hướng khác. Ông chủ Trình đến rồi à, lượng tiêu thụ của hôm nay thế nào? Trúc Văn Hoa hỏi. Theo yêu cầu của công tử hạn chế lượng tiêu thụ, trong ngày hôm nay, lượng tiêu thụ của Uyên Ương Mộng đúng là không tệ, một canh giờ đã bán được gần 260 cuốn, cả thành Lam Sơn bán được 530 cuốn, chỉ là... Thấy ông chủ Trình nói chuyện ấp úng, Trúc Văn Sơn liền hỏi. Chỉ là cái gì? Chỉ là, hôm nay Phong Nguyệt Vô Biên bán được hơn 3.000 cuốn. Trúc Văn Hoa nghe xong lời này thì phát hoảng. Sắc của tên Thẩm Lãng thất học đó, không thể nào, người biết chữ ở thành Lam Sơn có bao nhiêu người chứ, hơn 3.000 cuốn sao, mặt trời có mọc hướng Tây cũng tìm không ra. Ông chủ Trình không biết trả lời như thế nào, vậy nên đã đưa Phong Nguyệt Vô Biên cho Trúc Văn Hoa đọc. Sau một phút, Trúc Văn Hoa chỉ biết bĩu môi, chê sách của Thẩm Lãng làm người ta bẩn mắt, thế như sau nửa canh giờ, hắn ta đã bị cuốn sách hấp dẫn dần dần. Sau một canh giờ thì bắt đầu si mê, tò mò về tình tiết, chính cả đám bạn của hắn cũng không dám tin vào chuyện này. Chỉ là, khi đọc đến tình tiết có tên của mình, hắn ta liền gầm lên mà ném sách đi. Sách gì chứ, thô tục, toàn văn tự hạ lưu và hình vẽ thu hút người, đều là thủ đoạn hạ lưu, trình độ cuốn sách này thấp kém, dung tục. Người viết sách chắc chắn cũng là hạng bại hoại, thấy Trúc Văn Hoa chửi bới không ngừng, đám bạn của hắn tò mò, liếc mắt nhìn trang sách có hình ảnh ở dưới đất. Nam nhân trong hình trông có vẻ quen mắt, ơ kìa, mấy chấm trên mông hắn là cái gì vậy, ái, cái đó hình như là cướp rồi, cơ mà, người này hình như rất giống. Nói đến đây, đám bạn đều dùng ánh mắt đầy sự ám chỉ, nhìn về phía Trúc Văn Hoa. Trúc Văn Hoa vội vã cúi xuống đất, nhìn lại một lượt cho kỹ, cuối cùng hắn khẳng định, người mà Thẩm Lãng vẽ ra chính là hắn rồi. Gương mặt Trúc Văn Hoa đỏ phừng phừng, mắt nổi đầy tơ máu, tiếp đó là điên cuồng xé rách cuốn sách kia và hét thật lớn. Phải mất một lúc lâu Trúc Văn Hoa mới lấy lại bình tĩnh, lúc này hắn quyết tâm trả thù, hắn bảo với đám bạn gọi thêm người, cùng hắn đến phủ thành chủ đòi công đạo. Nhìn thấy nhóm người hùng hổ rời đi, ông chủ Trình chỉ biết tặc lưỡi nghĩ thầm, đúng là giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, còn thông minh thì chúng nó tìm cách tiêu diệt mà. Cùng lúc đó tại phủ thành chủ thành Lam Sơn, thành chủ có tên Lý Phong, lúc này ông ta cũng bị sách của Thẩm Lãng làm cho mê mẩn rồi. Đúng là sách hay, vừa nhìn thì như trò hề, dung tục thấp hèn, nhưng nhìn kỹ lại thì lại là nhìn rõ đại thế, vô cùng tinh diệu, có thể xưng là tác phẩm lớn. Vốn dĩ trước kia xem Uyên Ương Mộng cũng có chút ý nghĩa, nhưng bây giờ lại cảm thấy nó thật ấu trĩ, cố ý làm màu tạo nét, thật không đáng xem. Thành chủ đọc đến đỏ hết mặt mày, thế nhưng đang xem hay thì lại có người đến quấy phá, nói rằng có hơn 100 thư sinh vây công phủ thành chủ. Thành chủ rất chi là không vui, thế nhưng người đọc sách mà đến gây chuyện thì quan địa phương sẽ đau đầu nhất, đám người này không được đánh không được mắng, xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến thành tích. Chỉ là sau khi biết người cầm đầu là Trúc Văn Hoa, thành chủ mới miễn cưỡng cho vào. Trúc Văn Hoa vừa vào, sau khi chào hỏi thì hắn lôi hết mọi chuyện liên quan đến cuốn sách của Phong Nguyệt Vô Biên ra kể, đồng thời phê phán cuốn sách không ngớt lời, yêu cầu thành chủ cấm bán quyển sách đó. Ây dô, ta thấy đây là một cuốn sách thông thường,
làm gì có tệ như ngươi nói, chẳng lẽ cuốn sách này công gian triều chính sao? Thành chủ hỏi. Trúc Văn Hoa không trả lời được. Cái này không có, cái kia không có, ta làm sao mà cấm bán nó được? Thành chủ nói tiếp. Cuốn sách này không những chỉ thấp kém hạ lưu, nó còn ám chỉ bản thân ta, hoàn toàn làm ô nhục và chà đạp danh tiếng của ta. Chẳng nhẽ cái này còn chưa vi phạm pháp luật sao? Trúc Văn Sơn trong đó, đúng là. Trúc Văn Hoa nói đến đây thì đột nhiên không thể mở miệng nữa, hình như là đã xấu hổ quá rồi. À, cái tên Trúc Văn Sơn sao? Ngươi trùng tên trong thiên hạ nhiều như vậy, ngươi ngay cả trùng tên cũng không tính, thành chủ nói. Lý thành chủ, ngươi đây là đang bảo vệ Thẩm Lãng sao? Trúc cử nhân, ta khuyên ngươi rộng lượng một chút, đừng đố kỵ hiền tài, chỉ vì người khác viết tốt hơn ngươi, ngươi liền muốn ta cấm bán cuốn sách đó sao? Cuốn Phong Nguyệt Vô Biên này ta đã xem qua rồi, viết rất tốt, tốt hơn cuốn Uyên Ương Mộng đó của ngươi rất nhiều, ta khuyên ngươi nên tịnh tâm lại đọc thử. Chậc chậc, cuốn sách này thật sự khiến người ta vỗ bàn khen hay đó. Lý thành chủ còn chưa kịp nói xong, Trúc Văn Hoa đã tức giận bỏ đi, đóng cửa cái rầm. Thấy hắn bất mãn rời đi như vậy, trợ tá của Lý thành chủ hỏi: "Đại nhân, Trúc Văn Hoa này không gây ra phiền phức gì đấy chứ, sao người không ngăn cản hắn?" Thành chủ khẽ thở dài một cái, nét mặt cũng hiện lên chút thú vị nói: "Thẩm Lãng có thể viết ra tác phẩm thần thánh như vậy, chắc chắn là một người thông minh, bây giờ có chút bão táp, đúng lúc để ta xem thử bản lĩnh của hắn." Video hôm nay đến đây thôi nhé, nếu thấy hay đừng quên bấm like và đăng ký kênh để nhận thông báo của tập tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hy vọng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới.